Rồi Nghĩa xin chào cả nhà nha. Mình cũng lên tới chỗ rồi cả nhà. Nè mày vô. Mình đã thấy được con tổ rồi mà nó nằm cao lắm cả nhà. Nó nằm tuốt quầy quầy nhánh này nè. Chắc mình đi kiếm cái cây mình giật. Mình giật cái này mình không leo được. Tại vì nó xa lắm cả nhà. Từ ở trong cái thân này mà đi ra quầy nó nằm hút quầy đây là xa lắm. Mình đi kiếm cái cây mình giật cho cả nhà. Giờ vô tới chỗ là gặp tổ đầu tiên mà tổ này cũng khó ăn quá. Rồi mình đi kiếm cây nha cả nhà, còn không thì để chiều, nếu mà được thì để chiều mình ra mình kiếm cây. Vòng vòng đây mà không có cây le cây tre gì thì mình đi phải đi để chiều. Đây cả nhà, mình đã bắt xuống rồi cả nhà. Mình lấy ra mình kiếm cây lộ ồ rồi, mình cột vô mình giật cả nhà, giật xuống rồi nè cả nhà. Mặt đẹp lắm cả nhà. Mặt phấn thì còn ít lắm nha cả nhà, phấn vàng hết phấn cà phê rồi. Tổ này tổ non, tổ nó mới về được mà được mấy ngày rồi cả nhà, chưa có nhộng chưa có con gì đó. Khuôn mặt này cũng cà sĩ cả nhà, mặt đẹp lắm cả nhà. Đó, phấn cà phê thì hết rồi, giờ còn phấn vàng cũng ít rồi cả nhà. Mặt đang chăm tổ này, tổ này mà để là tổ này to lắm cả nhà. Rồi tổ đầu tiên cả nhà, mặt nè. Đó, thấy không cả nhà? Vậy là ok nha cả nhà. Rồi tổ đầu tiên. Rồi mình bỏ vô mình đi kiếm tiếp nha cả nhà. Tổ này mới về mấy ngày mà mặt ngon ghê nè. Đây có ổ mới về nè cả nhà. Tổ nhỏ cả nhà. Nó chưa có được kịp làm tàn luôn. Tổ này bị chết chúa. Còn ông đực không cả nhà. Hai tổ. Sáng hiện được hai tổ nè. Được hai tổ. Cả nhà mình thấy được tổ rồi cả nhà. Sao có dấu cắt cỡ từng mấy trước rồi cả nhà. Đó cái nhánh nó còn nằm dướng lại chỗ đó cả nhà, héo héo đó. Đó cái dấu cắt ở trên kìa. Cái dấu kia là dấu cũng cắt từng mấy trước đó cả nhà. Rớt xuống đây nó dính đây nè cả nhà. Mà ở trong kia lại còn tổ rồi cả nhà. Phía trong còn tổ, chắc là cắt cái đó xong mình nó làm lại sao á. Còn tổ thấy cũng nhỏ nhỏ cả nhà. Rồi để mình lên bắt cái tổ này nha. Dấu đã chặt rồi cả nhà. Chú lẻ ra hai tổ. Sao bắt tổ chưa lên tổ. Nè cả nhà, dấu cắt nè cả nhà. Nè, nhánh điều nó còn. Nè, dấu bấm nè, cái bấm nè. Nó còn tổ nằm dưới đây nè.
là cái tổ này cắt sót rồi cả nhà, hai tổ mình đã cắt có tổ rồi cả nhà. Tổ này nó cũng ở cũng là hơi lâu rồi chứ sao kỳ vậy đó. Mình đã cắt sót á. Tổ này nở hết nè, một lớp con nữa rồi. Như là tổ một tổ nằm nằm ở chỗ này, một tổ nằm dưới mà chỗ dưới nó kín á, người ta không thấy. Tại vì này cắt cỡ từng mấy nữa nha, cỡ từng lá đi của nó còn mới héo rồi. Ba tổ. Mình dồn hai tổ này vô bọc cả nhà, tự hai tổ này cũng nhỏ. Mặt thì cũng đẹp nè, mặt cũng chăm đầy. Họ đang chăm lại nè. Đây trên cây điều này có tổ ong mặt nè cả nhà. Mình thấy nó cũng nù nù cái đầu mặt rồi cả nhà. Nằm chỗ này nè cả nhà. Thôi cái tổ này mình không bắt. Để mình đi vài bữa ở đây rồi mình vô bắt tổ này sau nha cả nhà. Tổ ong mặt đó. À, đi tiếp đây cả nhà. Mình thấy nó lên xuống dưới đây nhiều lắm nè cả nhà. Ở dưới bực suối nè cả nhà. Nó lên xuống mạnh dữ lắm. Sát ở dưới đây nè cả nhà. Mình chưa thấy được tổ nó. Lên xuống đằng chỗ này nè. Kìa, cái tổ nó kìa cha, bự lắm cả nhà ơi. Không bự nhiêu cả nhà. Đóng sát dưới luôn. Mặt đẹp lắm cả nhà. Tổ này tàn vừa đẹp luôn. Đó cả nhà. Một bên có phắn, một bên không có. Rồi dồn vô đi tiếp cả nhà. Trong cái bụi này có tổ này cả nhà. Thế bay vô đây nè. Bay quá trời như nè. Nè, đón như chào thôi. Ông này ông còn có trời luôn mà nằm đâu thương quá cả nhà. Ông vòng đen luôn. Tổ này mặt ngon nè. Trời ơi phóng vàng. Phấn ong vàng quá trời luôn. Ừ.
cả nhà, 5 tổ sáng giờ. Ở trong đây có một tổ non nè cả nhà, tổ cũng nhỏ cả nhà. Mới về. Trên kia có một tổ rồi cả nhà, trên cây điều kìa đó. Tổ non cả nhà. Tổ này cũng tổ non mới về. Tổ non xèo cả nhà, có ngặt vô đây. Có mặt rồi. Mới về được mấy ngày. Lỡ leo lên tới đây rồi, bật luôn. Đây tổ to lắm nè cả nhà. Nằm trên cái bụi chùm gãy nè. Khó cắt quá. Nặng lắm cả nhà ơi. Quá đã rồi. Tổ nó chở nụ. Cả nhà, tổ này xì mấy cả nhà, xì rưỡi. Này xuống rồi cả nhà, bỏ vô tiếp tục đi cả nhà.
Ở trên cái nhánh điều này có tổ này cả nhà, nó nằm chỗ này nè, xa quá mình cũng không có dám leo. Thì ở trong đây mình leo ra đây thì sợ nó gãy, nó cũng thấp rồi cả nhà. Nhưng mà đi kiếm cái cây nè, rồi mình cột vô mình giật cả nhà, mình cột cái cưa vô mình giật. Đây trên đây có tổ này cả nhà, nằm chỗ này nè cả nhà. Rớt quá, ấy da, rớt thiệt. Mặt đẹp đấy cả nhà, nhưng mà nó chưa có được nụ cả nhà. Chắc được 5 cấp sĩ rồi cả nhà. Rồi, hôm nay của mình được nhiêu đây nè cả nhà. Cái này cũng cỡ lít rưỡi cả nhà. Mình mới bắt thêm tổ này nữa nhưng mà mình cũng không có quay luôn. Đó. Rồi chào tạm biệt cả nhà nha. Cả nhà những clip sau gặp lại cả nhà nha. Bye bye, chào tạm biệt.